Thưa quý vị khán giả, khu vực miền núi phía Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, chia cắt mạnh. Theo hướng Tây Bắc Đông Nam, độ dốc lớn cùng với địa chất phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất, rác hại và sương muối, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp và ngành chăn nuôi nói riêng. Thống kê từ đầu năm cho tới nay, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra 26 trận dông, lốc sét, mưa đá, 111 trận mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, 2 đợt rét đậm, rét hại, 14 trận động đất và đã làm thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng trong sản xuất nông nghiệp. Vâng, và mới đây tại thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức diễn đàn khuyến nông AMOC nông nghiệp, giải pháp phát triển sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng. Diễn đàn này mang lại những thông tin hữu ích cho các cơ quan quản lý, chính quyền và người dân ở các địa phương tham khảo, ứng dụng, triển khai trong thực tiễn sản xuất. Nằm ở vùng hay có lũ quét, thiên tai, nhưng mô hình chăn nuôi sản xuất cá giống của ông Hoàng Xuân Phú ở xã Cốc San, thành phố Lào Cai vẫn phát triển và có thu nhập cao, ổn định. Đến nay, ông Phú đang có khoảng 4 hectare nuôi cá với khoảng 20 ao cá bố mẹ, cá giống. Trung bình mỗi năm, gia đình ông đưa ra thị trường hàng chục triệu con cá giống các loại. Trừ chi phí, ông thu lãi từ 300 tới 400 triệu đồng một năm. Đến bây giờ thì cơ bản là cũng đã phòng chống được cái vấn đề, tức là hạn chế được rất nhiều trong vấn đề cái thiên tai. Mình đảm bảo cái chất lượng con giống, cho nên là bà con nhân dân người ta rất là tin tưởng sử dụng con cá giống này, thì nó rất là ổn định đối với thị trường. Giá cả tôi cũng ổn định, chất lượng tôi đảm bảo. Còn đây là vườn bưởi Đoan Hùng của ông Đỗ Minh Chính tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Với diện tích 4.000 m², từ khi tham gia chương trình phát triển sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng, ông thu về 200 triệu đồng mỗi năm. 3 năm rồi đây tham gia cái mô hình của khuyến nông tỉnh này thì tôi thấy là cái chất lượng của bưởi nó hơn hẳn so với trước kia. Đấy. Và cái cây thì phát triển sinh trưởng tương đối đều, tốt. Chúng tôi ổn định diện tích mà nhất là tập trung vào cái chăm sóc, nâng cao cái năng suất, chất lượng và kết nối tiêu thụ để làm sao cái giá trị của quả bưởi đạt giá trị cao nhất. Chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình mẫu để cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh, và hiện nay cũng rất nhiều tỉnh đến tham quan học hỏi. Nhờ có sự hỗ trợ hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nhiều nông dân nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả ở các vùng Tây Bắc, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chăn nuôi trồng trọt hiệu quả hơn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đối với những cái vùng mà có nguy cơ mà hạn hán hoặc là rét đậm rét hại thì có cái kế hoạch là chuyển đổi cây trồng cho thích ứng với cái biến đổi khí hậu. Đấy, còn chăn nuôi thì tăng cường bà con nhân dân phòng chống rét, có thể là bố trí các cái thức ăn để đảm bảo phòng chống rét cho trâu, gia súc, gia cầm, thành lập các cái tổ hợp tác xã để triển khai thực hiện, thế nên đã cũng đã góp phần để giảm thiểu được cái vấn đề ảnh hưởng của thiên tai đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tại diễn đàn khuyến nông A Còng Nông nghiệp, giải pháp phát triển sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng vừa tổ chức mới đây, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng giảm thiểu thiệt hại cho các loại hình thiên tai đến sản xuất nông nghiệp như xây dựng, củng cố hệ thống theo dõi, giám sát và cảnh báo mưa, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, xây dựng công trình phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trọng điểm, xung yếu. Trong thời gian tới thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp đã giao làm thế nào để nhân rộng những các cái mô hình mà canh tác có hiệu quả, mà ứng phó, thích ứng được với điều kiện thiên tai, lũ lụt hoặc là những cái điều kiện thiên tai bất thường. Cũng theo ông Lê Quốc Thanh, các tỉnh miền núi phía Bắc cần đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động thích ứng thiên tai, nhất là mưa lũ, rét hại, sương muối, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Vâng, nếu như thời điểm này của năm trước, tại các vùng trồng lúa vụ 3 của tỉnh Bạc Liêu, vú đang xanh đồng, nông dân bắt đầu tỉa dặm, thì năm nay trên các cánh đồng chỉ trơ gốc rạ. Tỉnh này hiện đã có hàng ngàn hecta diện tích đất lúa vụ 3 đang bị bỏ hoang. Chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thấp và bấp bênh do ảnh hưởng thời tiết là những nguyên nhân khiến nhiều người nông dân chấp nhận để ruộng trống và chờ vụ sau. Dụng phân bón từ các nguồn nguyên liệu sẵn có như phụ phẩm, trồng trọt, chất thải chăn nuôi, vừa để cải tạo đất, vừa giảm chi phí sản xuất.
nhằm đưa ra những dự báo chính xác và sớm nhất diễn biến thị trường cuối năm và năm sau. Mới đây thì Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã tổ chức hội thảo về triển vọng thị trường nông sản Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp Mỹ, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Nông